Chào bạn, mình là Xuân Tú và các bạn đang nghe kênh Án Khét Tiếng. Người ta thường nói một cặp song sinh sau khi được sinh ra đã tồn tại một sự kết nối đặc biệt. Họ dường như không thể tách rời và trở nên gần gũi hơn vì họ có một số loại thần giao cách cảm rất kỳ diệu. Tuy nhiên, đằng sau những tình cảm ràng buộc tự nhiên đó thì cũng sẽ xuất hiện một số cặp song sinh phải trải qua sự cạnh tranh và ganh tị. Nếu không được xử lý kịp thời thì những mâu thuẫn này có thể leo thang đến đỉnh điểm và dẫn đến một thảm kịch chết người. Và câu chuyện hôm nay nói về trường hợp như vậy. Trước khi vào vụ án, nếu bạn muốn xem thêm kỳ án tại Trung Quốc thì có thể ghé qua kênh Trùm Bí Ẩn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vào ngày 6 tháng 11 năm 1996, khoảng 3 giờ 20 phút chiều tại một tòa nhà chung cư ở Evin, bỗng có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, làm cho Helen, một cư dân sống tại đây, cảm thấy rất bất an. Cô mở cửa và nhìn thấy trước mắt là hai người đàn ông lạ đang giao bán tạp chí. Helen lịch sự, nói nhẹ nhàng từ chối và chuẩn bị đóng cửa lại. Thế nhưng một trong hai người đàn ông đột nhiên rút ra một khẩu súng. Người còn lại xông vào, đẩy cô xuống đất, trói tay cô ấy lại và chĩa thẳng súng vào đầu. Cô vội vàng cầu xin, hãy tha cho tôi xin lỗi, tôi không biết gì cả. Trong khoảnh khắc đó, bạn cùng phòng của Helen, Sunny, vừa tắm xong bỗng nghe thấy tiếng ồn vang lên. Cô đã nhanh chóng khóa cửa lại rồi báo cảnh sát. Tuy nhiên chưa nói xong thì một người đàn ông cầm súng xông vào nhà tắm, giật lấy điện thoại trên tay cô và nhắm thẳng súng vào cô ấy. Helen và Sunny đều bị trói tay và bịt kín miệng bằng băng dính. Lúc này hai gã đàn ông tự tin rằng mọi thứ đã theo đúng kế hoạch. Chúng phân công nhau một người tiến hành lục đồ khắp trong căn nhà, người kia thì khống chế hai cô gái. Lát sau, một tên ra về trước và tiến đến chiếc xe đã có một người phụ nữ chờ sẵn. Kẻ còn lại cầm súng uy hiếp rồi bắt hai cô gái đi vào phòng tắm và sau đó ra lệnh cho họ ngồi ở bên trong. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát đột ngột vang lên. Thì ra trước đó khi trốn trong phòng, Sunny đã hoàn thành việc gọi báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, họ nhìn thấy một gã đàn ông và một phụ nữ ngồi trong chiếc xe ở cửa. Cảnh sát đi đến hỏi rằng, cô là ai và tại sao cô ở đây? Tôi sống ở đây và vì vừa mới có cuộc cãi vã với bạn cùng phòng nên tôi muốn được yên tĩnh một mình. Cùng lúc đó, một cảnh sát khác xông vào căn nhà, khống chế người đàn ông còn lại và giải cứu Sunny cùng Helen. Hai người họ đang rất sợ hãi, đầu tóc rối bù và băng dính vẫn còn trên mặt. Helen đã báo cảnh sát và nói rằng hai nghi phạm, thế nhưng cảnh sát chỉ bắt được một người trong nhà. Rõ ràng người đàn ông trong chiếc xe bên ngoài căn hộ chính là một nghi phạm khác. Tuy nhiên khi cảnh sát tiến hành tìm kiếm thì chiếc xe đã biến mất từ lâu. Cả nam thanh niên và người phụ nữ cũng đã mất tích, không để lại dấu vết. Chuyện gì đã xảy ra? Ngày 30 tháng 4 năm 1974, hai chị em sinh đôi Sunny và Jin chào đời tại thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Giống như hầu hết các cặp sinh đôi khác, họ trông gần như giống hệt nhau tới mức ngay cả cha mẹ cũng gặp khó khăn trong việc phân biệt. Khi còn nhỏ, hai chị em có một mối quan hệ rất tốt, họ dường như không thể tách rời. Tuy nhiên, cuộc sống của hai chị em đã xuất hiện những vấn đề lớn. Bố mẹ họ tranh cãi nhiều tới mức cuối cùng hai người phải ly hôn, khiến hai chị em buộc phải sống xa cách nhau, một người theo cha, một người theo mẹ. May mắn thay, 3 năm sau đó mẹ của họ, Kim Bo Jun, đã giành quyền nuôi hai chị em nên họ được đoàn tụ. Vào năm 1986, Kim Bo Jun quyết định đưa hai cô con gái nhỏ là Jin và Sunny chỉ mới 12 tuổi đến California, Hoa Kỳ. Ở đây bà tìm được công việc phục vụ bàn tại một quán bar và vì thu nhập quá ít nên bà đã nảy ra ý định sai trái. Bà thường xuyên tới sòng bạc vì muốn cố gắng kiếm thêm. Nhưng đáng tiếc là bà không những không kiếm được thêm mà còn trở thành nạn nhân của nợ nần. Hơn nữa, bà còn bị cuốn vào con đường hàng lậu và sử dụng ma túy. Trong tình cảnh này, Jin và Sunny chỉ có thể nương tựa lẫn nhau. Mối quan hệ giữa hai người trở nên ngày càng thân thiết. Thậm chí Jin còn từng tuyên bố đầy quyết đoán rằng chị Sunny là tất cả với tôi. Nhưng cuộc sống không dễ dàng như họ mong đợi. Năm 1990, vì không có ai chăm sóc cho Jin và Sunny, nên họ đã được gửi đến sống với chú của mình ở Campo, California. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi họ bước vào trung học. Giữa họ thường xuyên xảy ra những cuộc xung đột, cãi vã, và đôi khi Jin còn có những hành động tàn ác với chị gái. Nguyên nhân của những sự việc này rất đơn giản, đó là cả hai đều muốn tỏa sáng riêng và không muốn trở thành cái bóng của người kia. Dần dần mối quan hệ giữa hai chị em trở nên xấu hơn, và khi tốt nghiệp trung học, họ đã tách biệt nhau hoàn toàn.
Sunny được vinh danh khi được nhận vào Đại học Leuven với học bổng toàn phần. Trong khi đó thì Chien có điểm số thấp hơn nên đã quyết định gia nhập quân đội để không thua kém chị gái. Thế nhưng cuộc sống thật sự không hề dễ. Ở trong căn cứ sau hơn một tháng tập luyện, Chien cảm thấy hối hận bởi cô ta không thể đối mặt với những khó khăn nên đã xin xuất ngũ. Cô ta quay trở lại thành phố quê hương với bằng cấp tốt nghiệp trung học nhưng không thể kiếm cho bản thân mình một công việc tốt. Vì vậy cô ta một lần nữa dẫn thân vào con đường cờ bạc như mẹ mình. Cô ta nhận công việc làm quản lý cho một sòng bạc rồi cũng lại trở thành nạn nhân của nợ nần. Chien đã tiêu hết tiền tiết kiệm của mình gần 4.000 đô la Mỹ và sau khi mất hết tất cả, Chien bắt đầu đi ăn trộm tiền của người khác. Đầu tiên cô ta đánh cắp 10.000 đô la từ người chú, người đã từng chăm sóc cô một cách tận tình. Và rồi Chien đã sử dụng các chiêu thức gian lận séc và thẻ tín dụng để thu về một khoản tiền lên đến 40.000 đô la Mỹ. Trong sự đau khổ và tuyệt vọng, cuối cùng người chú đã gọi báo cảnh sát về những hành vi sai trái của Jin. Cô ta đã bị kết án 3 năm quản chế và bồi thường lại tất cả số tiền đó. Còn về Sunny, cô cũng đã có một cuộc đời tương tự như em gái mình. Và lúc đang theo học tại Đại học Leuven, mọi thứ dường như diễn ra tốt đẹp. Cô ấy rất xuất sắc trong việc học tập và còn có một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Nhưng khi nhìn vào những người bạn giàu có xung quanh mình, Sunny bắt đầu đua đòi. Cô đã đi làm thêm để kiếm tiền mua sắm những món đồ thời trang đắt đỏ. Sau một thời gian, Sunny đã không còn đủ tiền để chi tiêu cho những sở thích của mình. Thế nên trong sự tuyệt vọng, Sunny bắt đầu lừa dối bạn bè để trộm cắp thẻ tín dụng của họ. Từ đó việc học của Sunny bắt đầu sa sút, điểm số tụt dốc nghiêm trọng khiến suất học bổng của cô bị bác bỏ và bị bạn trai chia tay. Những kỳ thi sau đó cô liên tục thi trượt môn học, vì vậy không còn cách nào khác buộc phải rời khỏi ngôi trường. Sau đó Sunny quyết định nhập học vào một trường cao đẳng cộng đồng. Tuy nhiên dù đã cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn không thể hoàn thành việc học của mình. Một lần nữa, cô quay trở về Evin để tìm công việc và kiếm sống. Lúc đó, mối quan hệ giữa cô và em gái vẫn còn có rất nhiều mâu thuẫn. Một ngày nọ, Sunny đã nghe một tin tức sốc, đó là em gái của cô đã bị đuổi khỏi nhà. Mặc dù cuộc sống của cô cũng không hề dễ dàng, nhưng ít nhất cô vẫn còn có một công việc ổn định và một nơi để ở. Vì vậy cô đã đón em gái qua sống cùng. Tuy nhiên thời gian ngọt ngào luôn ngắn ngủi. Không lâu sau, giữa hai chị em liên tục xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Nguyên nhân vẫn là sự cạnh tranh và ganh tị của cả hai. Chien bắt đầu ăn bám chị gái mình. Vì không đi làm nên cô đã phụ thuộc rất nhiều vào chị. Cô mặc quần áo, sử dụng mỹ phẩm, lái xe, thậm chí là tự ý quẹt thẻ của chị gái mình. Chính điều này dẫn đến những cuộc cãi vã thường xuyên cũng như các cuộc bạo lực giữa hai người. Tuy Sunny đã đuổi Jin ra khỏi nhà nhiều lần, nhưng lực lượng cảnh sát lại can thiệp để hòa giải. Do vậy hai chị em vẫn tiếp tục sống chung với nhau. Trong tháng 5 năm 1996, Sunny và Jin lại một lần nữa tranh cãi khốc liệt. Sunny đánh trúng mũi Jin khiến cô chảy nhiều máu. Jin giận dữ bỏ nhà đi đến rất muộn mới về và nói với Sunny là có một lệnh bắt giữ đang chờ cô. Lúc đầu Sunny còn cho rằng Jin chỉ đe dọa, nhưng khi lái xe đến đồn cảnh sát mới phát hiện thật sự là có một lệnh bắt. Thì ra 4 năm trước Sunny cũng từng lấy trộm thẻ tín dụng của bạn học và tiêu mất 1.300 đô la Mỹ. Cảnh sát ký lệnh bắt Sunny nhưng cô không biết điều này. Thấy Sunny tự mình tìm đến, cảnh sát mới thực hiện lệnh bắt tạm giam vài ngày. Vì nghĩ rằng chính em gái đã khiến mình phải ngồi tù nên cô gọi điện cho Jin tuyên bố rằng sau khi được thả cô sẽ đuổi Jin ra khỏi nhà ngay lập tức. Chien bắt đầu hốt hoảng và quyết định cướp tiền bỏ trốn. Vì có ngoại hình giống chị gái, cô ta đã ăn cắp chứng minh nhân dân, thẻ tín dụng, ví tiền của Sunny rồi lên chiếc BMW kép của cô ấy, rời khỏi và tiêu xài thỏa thích. Sau khi được thả ra, Sunny phát hiện việc này và báo cảnh sát. Do vi phạm pháp luật trong thời gian tù treo, Chien đã bị phạt tù giam 6 tháng. Lúc này Chien bị tống vào tù trong khi Sunny được trả tự do, vì vậy Chien đã nảy sinh sự căm thù với chị gái. Cô ta đã nghĩ đến việc trả thù Sunny sau khi trốn thoát khỏi nhà tù. Tại đây, Chien gặp gỡ một chàng trai tên là Archie Bryan, 17 tuổi, một tên côn đồ từng dấn thân vào con đường buôn lậu. Anh ta còn có một người bạn thân là Josie, 15 tuổi. Sau đó cả ba nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết và thường xuyên ở cùng với nhau. Qua nhiều lần tiếp xúc, Chien đã nhận ra rằng Archie không phải là một người đơn giản, vì vậy cô lôi kéo anh ta thực hiện một ý định trả thù điên rồ. Chien nói dối rằng cô ta muốn quay về căn hộ của Sunny
để lấy một số hành lý còn sót lại. Nhưng vì ở đó thường có một băng nhóm quấy rầy hai chị em, nên cô muốn Archie và Josie đi cùng. Ban đầu hai người đàn ông có chút do dự, tuy nhiên Chin đã dứt khoát đưa ra mức giá 80 đô la Mỹ mỗi người, chỉ đơn giản là yêu cầu họ bảo vệ bản thân mình. Archie và Josie suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định chấp nhận làm điều này. Trước khi hành động, Chin thúc giục Archie mua một khẩu súng nhằm tự vệ. Archie cho rằng đây cũng là một biện pháp tự vệ, vì thế anh ta tìm mua một khẩu súng lục. Sau khi ba người đến Evin, điều đầu tiên mà họ cần làm là đến cửa hàng và mua băng dính, găng tay, dây thừng, túi giáp và một củ khoai tây lớn. Chin giải thích, chúng ta mua những thứ này để phòng trường hợp gặp một tên xã hội đen. Còn về khoai tây, Chin nói rằng nó có thể được sử dụng làm ống giảm thanh đơn giản. Và sau đó, họ cố tình tìm một nơi xa vắng để tập bắn thử vài phát. Dù mọi chuyện không chỉ đơn giản là việc lấy lại hành lý như Chin đã nói, nhưng Archie và Josie lại không nhận ra sự nguy hiểm. Họ chỉ muốn giúp Chin, một người phụ nữ yếu đuối rồi kiếm tiền. Tuy nhiên lời nói tiếp theo của Chin khiến hai người đàn ông thật sự sốc. Tôi muốn trả thù chị gái của tôi, Sunny. Hãy giết chết cô ấy nếu bạn có thể. Hai người đều cho rằng Chin đã bị hận thù làm cho mất trí và đang chuẩn bị từ bỏ. Tuy nhiên sau một khoảng thời gian bị Chin thuyết phục, thì Archie và Josie cuối cùng đã quyết định giúp đỡ cô ta. Với súng và đạn trong tay, Archie và Josie tiến tới gõ cửa căn hộ vào khoảng 3 giờ chiều. Thế nhưng mọi chuyện không như họ mong đợi. Một người phụ nữ mở cửa rồi nói họ không cần tạp chí, rồi ngay lập tức đóng cửa lại. Tuy nhiên, Chin quyết định không từ bỏ. Cô ta yêu cầu hai người đàn ông thử lại vào buổi tối. Ngoài những băng dính trong căn nhà, dây điện trong phòng tắm, khẩu súng được giấu trong giỏ đựng đồ trong phòng ngủ của Sunny, thì còn manh mối khác. Trên tạp chí ở cửa có một số dấu vân tay được tìm thấy, nhưng sau khi giám định thì cảnh sát xác nhận nó chỉ là của người đàn ông bị bắt, Archie Bryan, 17 tuổi. Điều đó có nghĩa là kẻ đột nhập còn lại vẫn chưa bị bắt. Tuy nhiên chỉ khoảng 1 giờ sau thì đã có một manh mối quan trọng. Ai đó đã sử dụng ID của Sunny để truy cập vào tài khoản ngân hàng của cô ấy và rút số tiền lên tới 5.000 đô la Mỹ. Một vài tiếng sau, một người khác lại dùng ID của Sunny để đăng ký vay tiền mua ô tô và đơn xin vay tiền này vẫn đang trong quá trình xử lý. Vì vậy, cảnh sát lập tức đến cửa hàng bán xe và theo những manh mối được cung cấp, cảnh sát phán đoán hai người rất có thể sẽ lên máy bay trốn sang Mexico. Vì vậy, quả nhiên là đúng vào lúc 22 giờ 30 tối, họ đã thành công bắt giữ một nam thanh niên và một người phụ nữ đáng ngờ tại sân bay. Chính bọn chúng đã sử dụng giấy tờ tùy thân của Sunny để rút tiền và mua một chiếc ô tô. Tên người đàn ông này được xác định là Josie Sayarat, chỉ mới 15 tuổi, và người phụ nữ là Chin. Khi thấy Chin, cảnh sát đã rất bất ngờ bởi cô ta trông giống hệt với nạn nhân Sunny. Sau khi kiểm tra, họ đã phát hiện hóa ra hai người là chị em sinh đôi. Vậy nên đó là lý do tại sao Chin có thể dễ dàng giả dạng danh tính của Sunny để rút tiền và mua xe. Cảnh sát vẫn đang cố gắng thu thập thêm chứng cứ. Ở trong chiếc xe thuê của Chin và Josie, họ đã tìm thấy một viên đạn cùng với một vỏ đạn. Sau khi đến căn hộ của Sunny để nhận dạng thì họ đã phát hiện một khẩu súng hoàn toàn trùng khớp. Và dựa trên những manh mối và lời thú tội hiện có, cảnh sát kết luận rằng đây là một vụ âm mưu sát hại Sunny của ba kẻ tội phạm gồm Jin, Josie và Archie. Và tất cả đều bị tạm giam chờ xét xử. Sau một thời gian dưỡng bệnh, Sunny hoàn toàn hồi phục và trở lại bục nhân chứng. Cô kiên quyết nói rằng tôi không muốn làm chứng. Jin là tất cả với tôi và tôi cũng là tất cả với Jin. Hai chúng tôi đã rời Hàn Quốc và sống cùng với nhau. Vì vậy cho dù giữa tôi và em gái thường xảy ra xung đột, nhưng không có lý do nào để Jin giết tôi. Do vậy tôi muốn chứng minh sự vô tội cho em gái. Luật sư bào chữa cũng lên tiếng và tiết lộ rằng Archie và Josie đột nhập vào nhà. Họ không chỉ chĩa súng vào Sunny mà còn chĩa vào Helen. Cả hai người đều bị trói và hành động của họ không hướng tới một cá nhân cụ thể. Vì vậy giả thuyết đây là âm mưu giết Sunny là không hợp lệ. Họ chỉ muốn vào nhà và lấy tiền. Hơn nữa, trước khi ba người này xâm nhập vào nhà, không có sự thỏa thuận chung nào hết, vì vậy không thể nói rằng đây là âm mưu. Nếu bọn họ bị kết án với âm mưu giết người thì phải đối mặt với mức án cao nhất ở California là tù chung thân. Vụ án đang được xét xử tại cả địa phương và Hàn Quốc trong cùng lúc đã gây ra một chấn động lớn. Cộng đồng người Mỹ gốc Hàn ở địa phương đã cùng nhau thu thập được 17.000 chữ ký ủng hộ Chin và khẳng định rằng cô không thể giết chị gái mình. Họ hy vọng thẩm phán sẽ có lòng khoan dung và giảm nhẹ tội cho Jin. Tuy nhiên,
khi kết hợp hàng loạt bằng chứng thẩm phán cho rằng dù như thế nào thì những việc Jin làm đều gây ra nguy hiểm. Hơn nữa, cô ta còn lôi kéo hai thanh niên khác tham gia vào vụ việc bất hợp pháp. Vì vậy, phán quyết cuối cùng của tòa, Jin bị kết tội về âm mưu giết người, hai tội trộm cắp, hai tội giam giữ trái pháp luật, một tội sở hữu súng trái phép. Jin nhận án 26 năm tù, Chosi nhận án 8 năm 4 tháng và Achi, người chĩa súng vào Sunny và Helen, nhận án 16 năm. Một điều đáng nói là Sunny trở nên nổi tiếng sau vụ án. Cô ấy thường xuyên nhận được phỏng vấn để kể lại câu chuyện của mình với giá $10,000. Cô thậm chí thuê một người để chuẩn bị lấy câu chuyện của mình và em gái làm mẫu cho bộ phim. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dư luận nên cuối cùng bộ phim đã không thực hiện. Sau một thời gian nổi tiếng, Sunny lại quyết định sống cuộc sống ẩn danh. Chuyên thì trải qua 11 năm trong tù, chịu đựng sự cô đơn và mất đi tự do, thì cuối cùng ngày mà cô mong chờ đã tới. Vào ngày 31 tháng 10 năm 2017, phiên điều trần tạm tha đã diễn ra, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đời Jin. Hội đồng tạm tha tin rằng Jin đã trở thành tấm gương lý tưởng về sự cải tạo. Với hiệu suất xuất sắc và tinh thần học tập không ngừng, cô lấy được bằng đại học và cũng đã có suy ngẫm sâu sắc về hành vi của mình. Jin thừa nhận những hành động đáng xấu hổ và tội lỗi mà cô gây ra cho chị khiến cô cảm thấy hối hận sâu sắc. Vì vậy cô muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến Sunny và mong chị tha thứ. Ngoài ra Sunny cũng đã viết cả thư gửi cho ủy ban giả thuyết rằng Jin thực sự đã trải qua thời gian đủ lâu để suy ngẫm về vấn đề và thực sự thay đổi, do vậy Jin nên được giảm tội. Sự tương đồng trong tâm tư của hai chị em khiến hội đồng chấp nhận đơn xin tạm tha của Jin. Cô ấy được thả ra và trở lại cuộc sống tự do. Sau khi thoát khỏi ngục tù, Jin đã đón nhận một cuộc sống ẩn mình như chị gái.